Cái video này ấy, mình sẽ chia sẻ với phía bạn kiến thức về một sách mà mình thấy rất là hay về việc là học hỏi và phát triển, giúp cho phía bạn đạt hiệu quả tốt nhất, và nó là một cái nghiên cứu khoa học luôn. Một sách nó tên là Peak, thì mình dịch tạm bợ ra là đỉnh cao bí mật khoa học của những chuyên gia, thì mình dịch nó như vậy nha, nhưng mà mình chế cái tiêu đề là như vậy. Rồi thì nó nói về cơ bản mà nói thì nó giúp cho phía bạn làm sao cho bạn có thể trở thành bậc thầy trong cái lĩnh vực hay bậc thầy trong cái kỹ năng đó một cách nhanh nhất. Thì sách này sẽ nói với phía bạn, cũng là video mà chia sẻ tóm tắt lại toàn bộ cuốn sách này. Rồi tiếp đầu tiên á, bạn sẽ cần phải biết đó là có ba cách học chính ở đây, đầu ba cách học ba cách luyện tập chính ở đây. Thứ nhất là luyện tập nghe thơ, thứ hai là luyện tập có mục đích, và thứ ba là chủ đích luyện tập. Mặc dù cái hai với cái ba nghe hơi có giống nhau một chút, nhưng mà ra nó là khác nhau. Và đây là ba cái thứ mà mình học hỏi được ở trong cái nguyên bộ của sách này, nó cái keyword chính á, hỏi được. Và nó có rất là nhiều sách này bạn cũng nên đọc qua. Nói chung là trong nó có nguyên một cái chương đó, nó chứng minh về tại sao tài năng á nó là những cái mà lời nói hiện xã hội đồn thôi, chứ thật ra nó không có đâu. Khoa học mới chứng minh mà không có thứ gì gọi là tài năng cả, tất cả mọi thứ đều qua luyện tập và sự nỗ lực thôi. Cái khoa học trong đó nó chứng minh, trong cái sách nó nguyên một chương nói về vấn đề này, nếu bạn muốn tham khảo qua nó những cái bằng chứng khoa học rồi. Nhưng mà đại khái á, nó để muốn bạn đây là mình hướng dẫn cho các bạn cách để bạn đạt được qua một cách cái kỹ năng SEO nó riêng á, nó hiệu quả. Đầu tiên mình sẽ nói về luyện tập nghe thơ trước. Luyện tập nghe thơ ý là đây là tôi chỉ chơi chơi với nó thôi, tôi chỉ vung gậy và cố gắng đánh cái trái bóng bóng mà thôi, tôi chỉ nghe những con số và cố gắng nhớ chúng, tôi chỉ đọc qua các bài toán và cố gắng giải chúng. Đây là cách mà hầu hết toàn bộ mọi người thực hành nhưng nó không hiệu quả. Giống như là việc là bạn cố gắng học SEO, bạn cố gắng nhớ đó, đôi khi áp dụng một chút đó, nó kiểu như vậy. Thì thành ra hầu như á, mọi người nếu mà rơi vào trạng thái luyện tập có nghe thơ không có hiệu quả, và lúc nào bạn cũng thấy đôi khi cái kết quả bạn cứ vòng vòng quay như vậy, cái kỹ năng lúc nào bạn cũng như vậy cả và nó không có tiến lên được. Và đôi khi nó có tiến lên đó nhưng mà nó rất là chậm hoặc là nó không có gì là đáng kể cả. Và nhưng mà trong cùng khoảng thời gian đó đôi khi cũng có những người bắt đầu học bạn về SEO nhưng mà họ đã tiến xa bạn rất là nhiều rồi. Thì nó qua cái luyện cách tập luyện tập thứ hai là luyện tập có mục đích. Luyện tập có mục đích là sao? Lúc này á bạn có mục tiêu rõ ràng ở trong đầu là mình cần đạt cái gì trong 3 tháng tới, mình cần đạt cái gì trong 6 tháng tới, cần đạt cái gì ở trong tháng này, ví dụ như vậy. Thì nếu như bạn không có mục tiêu như vậy á, bạn cũng không có cách nào để đánh giá liệu buổi tập có thành công hay không. Bắt buộc bạn phải có mục tiêu và một cái gì đó để đo lường, bởi vì nếu mà không á, bạn không thể cải thiện được. Một nhà quản trị, một trong những nhà quản trị vĩ đại nhất ở trong lịch sử á, thế kỷ 20 á, là Peter Drucker cũng nói một câu rất là hay: những thứ gì đo lường được là những thứ đó có khả năng cải thiện được. Nên á, nếu bạn không có mục tiêu rõ ràng trong đầu, bạn học cái anti mastermind làm gì, bạn muốn đạt được cái gì á, thì nó rất là khó để bạn biết được coi anti mastermind có sự hiệu quả không, hay là cái SEO với bạn nói chung về kỹ năng nói chung nó có hiệu quả hay không. Và đây là một số yếu tố mà để giúp cho với bạn để thực hiện cái luyện tập có mục đích này. Và bản thân của mình á, ban đầu khi mà bản thân của bên phía mình á, chắc chắn mình phải luyện tập có mục đích rồi mình mới đạt được cái thành quả nó nhanh chóng và nó sớm như vậy. Bất kỳ những người khác mà trở nên giỏi trong lĩnh vực á, họ cũng đều chọn cách này cả để họ có thể trở nên giỏi hơn. Đầu tiên là các yếu tố thứ nhất á, là đặt một loạt các bước bé cùng nhau để đạt mục tiêu dài hạn và có một kế hoạch. Nghĩa rằng là bạn có một kế hoạch là một năm đi hạn là bạn sẽ đạt được cái như thế này ở trong SEO, thì bạn bắt đầu chia nhỏ xuống 6 tháng bạn đạt được cái gì, 3 tháng bạn được đạt được cái gì, 1 tháng bạn đạt được cái gì. Và từ 1 tháng á, từ cái 1 tháng thì bạn bắt đầu lên một kế hoạch cho ví dụ như là tháng này bạn làm cái gì, hoặc là từ tháng bạn bắt đầu kéo xuống á, là tuần này bạn cần đạt cái gì để bạn có thể đạt được mục tiêu tháng. Từ đây bạn có thể đạt mục tiêu là 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Thì từ một tuần này bạn sẽ rất là dễ lên kế hoạch, cũng như là nếu như xét trên 1 tháng và 3 tháng cũng vậy, bạn sẽ dễ dàng lên kế hoạch vì bạn bắt đầu đặt những bước bé xuống đó, ý là như vậy. Tiếp theo là bạn sẽ qua phản hồi, giống như cái trước đó mình có nói là việc sự phản hồi nó phải tới từ việc bạn áp dụng, bạn coi độ hiệu quả, bạn vấp ngã, và cũng như một phần là đội nhóm phản hồi nữa. Thì bạn cần á, phải biết liệu coi á, là bạn có đang làm gì đó đúng hay không, và nếu không á, bạn đã phạm sai lầm gì. Thì nó có thể tới từ việc sự tự nhận thức. Tự nhận thức là sao? Bạn tự cảm giác rằng cái những này sai rồi, mình nên điều chỉnh, hoặc là bạn phân tích rằng mình áp dụng cái phương pháp A này nè, mình tối ưu hay A như thế này là nhưng mà nó mang lại kết quả là B. Nhưng mà mình kỳ vọng nó mang lại kết quả C cơ, hoặc là nó mang lại kết quả B. Nếu kết quả B là tốt, có nghĩa là phương pháp A đúng rồi, mình bắt đầu đi tiếp.
còn phương pháp A mà chưa đúng thì đôi khi B nó không có tăng trưởng quá là nhiều hoặc là nó không tăng trưởng đó, mình ví dụ như vậy. Và cái thứ ba là cái quan trọng nhất, bạn cần bước ra khỏi ngoài vùng thoải mái của mình. Với bạn bạn phải cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái là một điều kiện tốt. Nếu bạn không bao giờ vượt ra khỏi ngoài vùng thoải mái của mình thì bạn sẽ không bao giờ cải thiện. Đại khái như sau, khoa học á, nó có chứng minh một cái loại, một cái chất neuron trong não của mình, nó gọi là neuroplasticity. Plasticity có là kiểu nhựa, chất dẻo. Đại khái ý nó nói như thế này á, là những chuyện mà bạn thấy rằng bạn làm dễ ở điểm hiện tại nhưng 1 năm trước, 2 năm trước á, bạn cảm thấy nó khó. Ví dụ như hiện tại bạn cảm thấy là kiếm kiếm 10 triệu, kiếm 20 triệu một tháng nha, nó là dễ, nhưng mà chuyện đó 4 5 năm trước đôi khi đối với bạn là nó khó. Ở đây á, não của bên phía bạn á, nó giống như một cái dây thun, hay là đại khái nó giống như dây thun, nó phải co giãn được, nó phải phát triển nó được. Ý ở đây á là khi mà bước ra khỏi vùng thoải mái của bên phía bạn, bạn đẩy não của bên phía bạn, bạn đẩy bản thân của bên phía bạn á tới cái cực hạn của bên phía bạn. Lúc này á, khả năng của mấy bạn sẽ tiến thêm một bậc mới, và bây giờ là bạn sẽ có một khoảng giới hạn cao hơn nữa. Bởi vì nó như là cái dây thun bạn hay kéo ra, kéo ra, giống như cao su, khá là plasticity á, nhựa kiểu vậy, thì bạn hay kéo ra được đó. Thì đó là cái khoa học. Nói chung thành ra nếu như là bạn mong muốn là phát triển nhanh á, bạn phải liên tục bước ra khỏi vùng thoải mái. Bản thân của mình cũng vậy, khi mình mới học SEO có 2 tháng thôi, mình đã bắt đầu SEO từ khóa dịch vụ SEO bài gia rồi, ví dụ như vậy, mà mình vẫn đứng lên top 1 được. Và lên giờ mình chinh phục những cái hạng mục nó khó 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 khó, càng lúc nó càng khó hơn. Và đó cũng là lý do sao mà chỉ trong 2 năm 2 năm rưỡi thôi, nhưng mà mình nắm rất là nhiều về bên mạng SEO. Tất nhiên là mình cũng còn nhiều cái khác để học nữa, nhưng mà cũng trong cùng thời gian đó mà xếp về mặt bằng chung đó, thì mình vượt qua được rất 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 là nhiều đó. Và cũng như là bạn có thể đặt ra một cái cách để theo dõi tiến trình của bạn, ví dụ như là KPI. Như hồi đầu mình có nói về luyện tập mục đích đó, là bạn phải có mục tiêu, có một cái KPI gì đó mà có khả năng đo lường được nó, và bạn liên tục duy trì cái động lực tiến lên phía trước của bên phía bạn. Thì đó luyện tập có mục đích, và mình khuyến khích bạn lên luyện tập có mục đích. Và cái thứ ba là cái của mình càng khuyến khích hơn. Và ở đây nó cũng nói tiếp đó, là như này, là điều chính khiến cho các chuyên gia khác biệt so với phần còn lại của chúng ta trong là những năm luyện tập của họ. Họ đã thay đổi cái mạch thần kinh trong não để tạo ra các biểu hiện tinh thần chuyên môn cao. Từ đây á, cái tinh thần chuyên môn cao nó giúp được cái gì? Từ đó tạo ra khả năng được ghi nhớ đáng kinh ngạc, nhận dạng mẫu, giải quyết vấn đề và khác các loại khả năng tiên tiến cần thiết để vượt trội trong chuyên ngành đặc biệt của họ. Mình kể cho các bạn một trường hợp. Tại vì ở đây mình chỉ chuyên vào quản lý và chuyên vào điều hành thôi, nên mình ít tiếp xúc với SEO lại. Nhưng mà đội ngũ mình quản lý của bên phía mình là tiếp xúc SEO rất rất là nhiều. Đôi khi mình cũng vô mình cũng học hỏi là coi có kiến thức SEO gì mới không, và mình cập nhật tiếp. Thì bữa đó là buổi họp, bữa đó có một bạn cũng mới được bổ nhiệm lên vị trí là SEO manager luôn, quản lý SEO luôn, và bạn này cũng mới vô. Thì buổi đó là sau khi mà báo cáo thì mọi người có khoảng 15-20 phút mọi người chia sẻ kiến thức SEO của mọi người làm được, học hỏi được trong khoảng tuần vừa qua. Thì mọi người thấy rằng đó là mọi người nói rất là nhanh, nói chung là đùng 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 xong hết rồi. Thì cái bạn manager mới á, thì hầu như bạn không nghe kịp, bạn không biết kịp, bạn không hiểu gì hết. Còn bên phía mình á, thì mình nghe sau xong mình hiểu hết, mặc dù tip của kỹ thuật là nếu như bạn biết á, tip kỹ thuật mấy ông mà thường nói ngắn gọn, mấy ông chả hết thì ở đây làm này để làm như này, xong nói càng ngắn càng tốt mà lại mong muốn mọi người hiểu hết, và đó là tip kỹ thuật nó nói riêng. Thì đó, nhưng mà mình có thể dễ dàng hiểu hết được. Và bởi vì trong khoảng thời gian đó, một phần là nó não bộ của mình đó, là mình đã xây dựng cho cái việc là cái tinh thần và chuyên môn cao vào lĩnh vực đó rồi, nên nó cái khả năng ghi nhớ về lĩnh vực, phân tích về cái lĩnh vực SEO nói chung nói riêng á, thì và những cái giải quyết vấn đề SEO nói riêng á, thì mình đã nâng cao hơn hơn trước rất rất là nhiều rồi, bởi vì cái não bộ của mình đã được phát triển hơn. Cũng như bên phía bạn nó cũng có khả năng được như vậy, bất kỳ con người nào của chúng ta khi sinh ra đều được như vậy cả, khoa học chính là chứng minh là vậy rồi. Rồi tiếp cái cuối cùng á, là luyện tập có chủ đích. Thì tất nhiên đầu tiên nó đầy đủ các yếu tố từ cái luyện tập có mục đích ở trên, mới là những yếu tố mục đích ở trên á là bạn phải đảm bảo hết. Nhưng mà đặc sự khác nhau là cái gì, là ở luyện tập có chủ đích á, là bạn không những bạn đặt mục tiêu gì đó này nọ, mà bạn được sự cố vấn đào tạo training từ những người giỏi trong cái lĩnh vực đó. Họ luôn được cố vấn đào tạo cho bạn, định hướng cho bên phía bạn, training cho mấy bạn cập nhật những thông tin mới. Chẳng hạn như bạn muốn có kiến thức SEO, hay như lúc mà bạn học mua khóa học anti mastermind đi chẳng hạn, thì nó cũng là một phần đào tạo training rồi, và đã bước là một cái bước
Bạn đã đầu tư SEO, bạn đầu tư sự học hỏi của mình, đó là một phần luyện tập có chủ đích của bên phía bạn, và nó rất là tốt để bên phía bạn có thể đạt những kết quả lúc ngắn, cái thời gian đạt kết quả từ SEO với bạn lại một cách nhanh chóng. Và bạn phải đặt toàn tâm toàn ý của mình vào mục tiêu và cải thiện các kỹ năng của bên phía mình. Bạn phải áp dụng học hỏi nhưng mà áp dụng thực hành như 70 20 10 mình nói video trước. Ngoài ra mình cũng nói như này là tùy vào sách, nó cũng nói là tùy vào lĩnh vực mà số thời gian bạn cần bỏ ra là khác nhau. Chẳng hạn như nó có một nguyên tắc là 10.000 giờ, nó bảo rằng là bạn trung bình một người chuyên gia, những người bậc thầy trên thế giới bỏ mất 10.000 giờ ra để có thể làm bậc thầy, có thể làm chuyên gia trong lĩnh vực đó. Nhưng quy tắc 10.000 giờ chưa hẳn là đúng đúng. Ví dụ như nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia chơi cờ tướng giỏi chẳng hạn, thì môn cờ tướng là một môn cực kỳ là phức tạp, cực kỳ là nhiều đường hướng như vậy, thì bạn đôi khi người ta nghiên cứu rằng bạn phải mất 40.000 giờ lận chứ phải 10.000 giờ. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đùng một cái bạn nó ra một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, ví dụ như rằng đó là một lĩnh vực A hay là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, hầu như chưa ai biết đến lĩnh vực A, đôi khi bạn mất 10 giờ bạn cũng là bậc thầy trong lĩnh vực đó cả, bạn cũng là bậc kiểu như bậc thầy trong lĩnh vực đó. Bởi vì sao? Hầu như ai biết tới đâu, ví dụ Bitcoin mới ra đời đụng cái nó thời gian bắt đầu nha, đùng cái ô thì cả đúng chuyên gia Bitcoin lên, cơ bản mấy ông search trên mạng xong ông mấy ông đọc xong mấy ông chia sẻ lại. Còn bởi vì mình không biết chuyện đó, mình nghe nghe thấy hay mà ra đôi khi ở trên mạng có đầy, nhưng mà mình không biết thôi. Đó là khái niệm Bitcoin mới ra đời mà đó. Thì mình ví dụ cho bên phía bạn ở trong trường hợp này về luyện tập có chủ đích rồi, thì đó là toàn bộ về trong video này. Mình hy vọng rằng bạn chọn tối thiểu là bạn phải chọn luyện tập có mục đích chứ đã, tối thiểu là bạn, và nếu có luyện tập có chủ đích thì nó rất là tốt và nó kéo dài, cái là kéo ngắn rút gọn và gia tốc quá trình học hỏi và đạt hiệu quả của bên SEO bạn một cách tốt nhất rồi. Thì đó là bài video đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với phía bạn trong quá trình vừa qua về kiến thức làm sao cho bạn học hỏi SEO một cách nhanh chóng và nó hiệu quả và gia tốc quá trình bạn đạt được thành quả trong SEO. Trong video tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu setup cho bên phía bạn, cho bạn một cái nền số nền tảng về định hướng của Google và về SEO các bạn nói riêng. Rồi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.